chữ Thái Việt. Spy. Bảng chữ Thái Việt. Âm của chữ Thái Việt. Nguyên âm chữ Thái Việt. Tập nguyên thanh. Tập có 35. Dấu thanh. Mẫu chuyện. Họ ủng măng viết bằng chữ Thái Việt và chữ Latin. Cảm ơn vì đã xem video. Nhớ like và đăng ký của tôi nhé.